Trong tiểu mục ống kính khán giả ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh về tình trạng nho Trung Quốc đang được đội lốt là nho Ninh Thuận để lừa người tiêu dùng. Theo đó, vào mùa này, nho xanh, nho tím được bày bán tràn lan trên khắp các tuyến đường và được người bán hàng quảng cáo là nho Ninh Thuận. Giá của những loại nho này chỉ từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng. Trong khi đó, tại các cửa hàng siêu thự lớn trên địa bàn Hà Nội, nho Ninh Thuận xịn, giá lại cao gấp nhiều lần, cụ thể là từ 85.000 đến 105.000 một kg. Người tiêu dùng mua nho xanh thường phân biệt nho Trung Quốc với nho Ninh Thuận bằng cách ăn thử, nếu có hạt thì là nho Ninh Thuận, không có hạt thì là nho Trung Quốc. Song kinh nghiệm này là không đúng, bởi nho xanh Trung Quốc hiện cũng có hai loại, gồm một loại nho không hạt và một loại có hạt. Thế nên thấy nho Ninh Thuận mà giá chỉ từ 40.000 đồng một kg trở xuống thì chắc chắn là nho Trung Quốc, kể cả khi chúng có hạt. Vì vậy người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua những loại quả này.